Chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chuyến công tác đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng đoàn công tác thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự tổng kết có chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam. Đoàn cán bộ thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 năm 2024 từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 4. Đúng. Vượt qua hàng ngàn hải lý, đoàn đến thăm 7 điểm đảo và nhà giàn DK18 Quế Đường. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng đoàn công tác Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: chuyến đi của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 đã mang nhiều tình cảm, sự tri ân động viên, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Những người đang ngày đêm vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thành phố Hà Nội sẽ cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.